Xin chào mọi người, hôm nay thì số phụ kiện Wi-Fi 2019 sẽ hướng dẫn mọi người cách kết nối con cam Cabason. Con này model của nó là H30WL. Đấy. Con này của nó là có chức năng đàm thoại 360 độ. Đấy. Và sử dụng kết nối wifi không dây thì con này không có cổng mạng LAN. Thì hôm nay nhân tiện shop có nhận được cái đơn hàng của anh Sơn ở Tiền Giang thì anh có đặt mua, thì nhân tiện shop cũng chưa có video hướng dẫn thì hôm nay sẽ làm video hướng dẫn luôn để gửi đến anh Sơn và cũng như mọi người khác. Đấy, đầu tiên thì chúng ta mua cam về, chúng ta đây là có cái chân cái khe cắm nguồn nguồn điện của cam. Đấy, còn ở bên dưới đây sẽ là có cái khe để cắm thẻ nhớ. Đấy. Rồi, giờ chúng ta sẽ tiến hành cấp nguồn vào cho cam. Đấy, khi cấp nguồn vào cho cam thì nó sẽ có cái bóng đèn đỏ nó hiện lên và lát nữa nó sẽ có cái đèn màu xanh nó chớp. Đấy, khi nào chúng ta cài đặt xong thì nó sẽ không chớp nữa mà nó sẽ đứng im. Rồi, trong lúc chờ cam khởi động thì mọi người nên kho ứng dụng. Đấy, Google Play hoặc là trên App Store. Mọi người tải cái ứng dụng là đây, KB View Plus này nhé. Đấy, cái ứng dụng là KB View Plus này, mình nhấn cài đặt này. Đấy. Cam chuẩn bị nó đang khởi động. Và khi khởi động là nó sẽ sáng lên cái đèn màu xanh nó chớp. Đấy, lúc đấy bắt đầu chúng ta tiến hành là gửi sóng âm cho cam. Rồi, khi cài đặt xong app rồi chúng ta nhấn mở nó lên. Đấy. Rồi, chúng ta nhấn bước tiếp theo này. Nhấn cho phép này. Đấy, rồi nhấn mục vào này. Đấy, chúng ta chọn quốc gia, ở Việt Nam thì chúng ta tích vào cái phần cái vần V này. Đấy, cái vần V này nó sẽ có Việt Nam này. Đấy, khi chúng ta tích nó có cái dấu tích V đây, chúng ta nhấn xong ở trên góc này. Đó. Rồi, giờ trước tiên đi vào cài đặt cam, mình quay ra cho một cài đặt điện thoại, mình xác thực lại cái mật khẩu wifi, bởi vì lâu ngày mình không nhập nên là mình không nhớ rõ lắm. Rồi giờ mình bấm chọn quên hoặc xóa. Đó. Xóa đi, rồi giờ mình nhập lại. Đấy, tên wifi là camera test nhé. Rồi giờ mình nhập lại để kiểm tra lại cái mật khẩu wifi nhà mình xem đã chính xác hay chưa, bởi vì lâu ngày mình không có nhập, rất hay bị quên. Rồi, khi mình đã nhập, mình nhấn kết nối. Nếu điện thoại kết nối thành công là mật khẩu đã đúng. Rồi, đã chính xác. Rồi, bây giờ chúng ta quay lại cái ứng dụng KB View Plus. Đây, ứng dụng KB View Plus mới tải về đây. Chúng ta nhấn mở nó lên. Rồi, chúng ta nhấn vào góc phải, dấu cộng ở góc phải trên cùng. Đấy, chúng ta tích luôn vào cái phần SN Quest này, ở trên này. Rồi, nhấn tiếp theo này. Nhấn cho phép chụp ảnh và quay phim để cho nó sử dụng cái máy ảnh để quét. Rồi, trong lúc này chúng ta giơ về phía sau con cam. Đấy, nó sẽ có cái mã code ở đây. Đấy, giờ chúng ta quét này. Đấy, khi quét xong nó nhận được mã rồi thì chúng ta nhấn bước tiếp theo này. Rồi chúng ta chọn cái phần camera không dây này. Rồi chúng ta nhấn bước tiếp theo này. Rồi sử dụng GPS để nó lấy cái tên wifi ở điện thoại đang kết nối. Chúng ta nhấn tiếp theo, nhấn cho phép khi dùng ứng dụng này. Rồi cái phần wifi camera test hồi nãy mình đã xác thực mật khẩu lúc ban đầu đấy. Giờ chúng ta nhập vào đây, nhập cho chính xác. Nếu mà nhập sai là cam kết nối sẽ thất bại. Đấy. Rồi, mình nhập chính xác rồi, bắt đầu giờ mình nhấn bước tiếp theo này. Đã, trong lúc này mọi người chờ đẩy cái đèn tín hiệu của cam nhé. Khi nào nó kết nối thành công, nó sẽ có cái đèn màu xanh này, nó đứng im chứ nó không có chớp nữa. Là lúc đấy là chúng ta đã cài đặt thành công. Đó, nó nhận tín hiệu, nó có chớp đỏ một cái, bắt đầu khi nào nó chuyển sang trạng thái màu xanh đứng im. Là lúc đấy là xong.
Đó, cam đã kết nối thành công đến wifi và đã sáng đèn màu xanh đứng im. Rồi, báo đã thêm vào thành công. Rồi, trong lúc này thì chúng ta đặt tên cho cam. Cái hàng tên thiết bị đây chúng ta đặt tên cho cam, mình đặt là cam 1. Đấy. Mình đặt là cam 1 này. Còn cái phần mật khẩu thiết bị đó là chữ admin, admin. Đấy, mật khẩu thiết bị đây. Để mình zoom lại cho nó rõ mọi người xem. Đấy, mật khẩu là đây mình nhấn lộ. Mật khẩu là chữ admin. Đấy. Rồi, mình nhấn lưu lại ở trên góc phải trên cùng. Rồi, bây giờ đã vào trạng thái là xem cam. Thì mình đấy. Đây là chế độ khi mà đã vào xem cam, mặc định đang để chế độ này SD, mọi người muốn coi độ nét cao nhất thì tích vào. Đấy, nó sẽ tự động nó chuyển sang chế độ HD. Đấy. Rồi, còn khi mà mọi người muốn đàm thoại thì chúng ta tích vào cái mic đây. Nhấn tiếp theo này, nhấn cho phép truy cập micro để đàm thoại này. Đấy. Giờ chúng ta có thể nói được rồi, nói alo đó. Thì do kể ra hai thiết bị ở gần cho nên là nó hơi hú lại, nó hơi bị rú. Rồi còn về cái phần xem lại thì chúng ta tích vào cái phần cuốn phim ở đây nhá, cuốn phim đây này. Đấy, chúng ta tích vào đây. Đấy là trong lúc này nó đang loát những cái video đã ghi ở thẻ. Thì ở dưới cái thước đo này nó sẽ có cái khung giờ. Đấy, khung giờ với lại cái ngày tháng ở trên này. À, đây là 12 giờ 33 phút này. Đấy. Còn mọi người ví dụ mà mình muốn coi những cái ngày trước thì mọi người có thể tích vào cái phần cuốn lịch đây nhá. Đấy, tích vào cuốn lịch đây là để mình chọn ngày hôm trước. Thì đây do mình mới lắp thẻ để quay video này là chưa có nhiều dữ liệu, mới được có một xíu vậy thôi. Đấy, đây này, nó biểu tượng ở đây này. Đấy. Rồi thì về cái phần khi mà mọi người trước khi mà mình có đưa thẻ nhớ vào cho cam ấy thì mọi người nhớ vào cái mục ba chấm góc phải đây nhá. Mọi người tích vào chế độ xem này, xong rồi tích vào cái hình bánh răng ở góc phải đây nhá. Đấy. Rồi chúng ta chọn vào cái phần chọn luồng này, mọi người để cái phần xem lại đây là chính nhá. Mình đặt ở đây là đây đang đề phụ, mình đặt ở đây là chính này. Đấy, xong mình nhấn ok để mình xem lại cho nó nét là cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai nghĩa là cái phần mà cấu hình từ xa này nhá, mọi người tích vào cấu hình từ xa. Rồi cái phần mà thiết lập lưu trữ này mọi người tích vào đây. Đấy là nó sẽ hiện ra cái dung lượng ở thẻ nhớ. Thì mọi người bắt buộc khi mới đưa thẻ nhớ vào mọi người phải nhấn định dạng đi nhé, nhấn định dạng đi này. Đấy, định dạng thì nhập mật khẩu, thì cái mật khẩu nếu mà chưa thay đổi vẫn là mặc định là chữ admin như lúc đầu đó. Mọi người nhấn vào đây cái nhấn ok, bắt buộc phải định dạng thẻ nhớ tất cả các dòng cam. Khi mà đưa thẻ nhớ vào để ghi hình thì chúng ta phải định dạng nó trước. Đấy, sau đó chúng ta mới tiến hành đặt lịch để ghi nhé, chứ không nếu không định dạng thì cam nó sẽ không có ghi đâu. Đấy. Rồi là về cơ bản thì vậy thôi, còn nhiều cái thông tin hữu ích khác thì cái này mọi người có thể là tự khám phá thêm nhé. Đấy, về cái phần thiết lập camera để kế hoạch ghi hình với điều chỉnh hình ảnh với lại phát hiện chuyển động cái thứ thì còn rất nhiều tính năng khác, nhưng mà do thời lượng video nếu mình muốn rút ngắn lại nên là mình cơ bản để hướng dẫn cho mọi người xem. À, cách để kết nối cam để xem thôi, còn khi mà đã vào được bên trong mọi người tự khám phá. Rồi shop làm video đến đây là kết thúc. Thì mục đích làm video này để gửi tới anh Sơn và cũng như các khách khác mua hàng tại shop. Và shop cảm ơn mọi người đã xem video nhé, chúc mọi người cài đặt thành công.